Đây là bé mèo dưa và bé mèo min nhà mình. Các bạn đang xem video trên kênh Kitten Mèo VN. Các bạn thấy video thấy thú vị thì hãy cho mình xin like, đăng ký kênh, ủng hộ channel mình nhé. Kitten Mèo VN. Bé mèo dưa và bé mèo min đang ở dưới chân cầu thang.